người. Chào mừng mọi người đến với kênh của mình. Hôm nay thì mình sẽ làm một cái vlog ngắn nói về một ngày làm việc của mình, một ngày làm việc của photo sẽ diễn ra như nào, gặp gỡ những ai và chụp những cái gì, nên có sẽ ý tưởng ra sao. Mọi người, bạn bè, người thân cũng rất thắc mắc là mình làm cái công việc như này không biết là như thế nào, thấy ngày nào cũng bận rộn suốt. Thì hôm nay thì buổi sáng nay mình sẽ có một buổi chụp cho bên YouTube, chụp concept Tết. Buổi chiều thì mình sẽ chụp ở trên Vincom Bà Triệu, chụp cho năm chị về concept nhân nhân kiểu fashion một tí. Còn buổi tối thì mình sẽ có cho đi hướng dẫn anh em học viên thì chụp buổi tối về những kỹ năng đánh đèn cũng như là chụp đêm. Còn lịch làm việc của mình thì thường mình sẽ dậy từ lúc 6 giờ, làm việc đến tầm 12 giờ mình nghỉ. Rồi ok mọi người, thì theo chân của mình đi làm việc của mình nhé. Ok, let's go. Ở phía bên này mình sẽ set up cái óc Tết, chụp cái phông đỏ và một chút decor của Tết, trông cạnh không khí sẽ có Tết một chút. Rồi bắt đầu nhé. Ok, let's go. Thank you.
anh em. Buổi chiều thì mình lại có mặt ở Vincom Bà Triệu rồi. Sau khi ăn uống nghỉ ngơi, lọc sáng là đã xong khá hoài rồi. Đây mình tiếp tục chụp góc chiều với những shot ảnh ở trên Vincom Bà Triệu. Buổi chiều nay mình sẽ chụp cho 4 chị kiểu chụp xa sang section ở trên này nhé. Thì ở đây trên này view khá đẹp nhá. Ok, rộng khá đẹp vào trong. Buổi chiều thì mình phải đi quay bằng điện thoại. Đấy, cameraman thì nó về đi chụp góc về thảo viên, góc nhiều hơn là thầy. Buổi chiều thì mình sẽ có 3 người hỗ trợ mình, 3 bạn học viên hỗ trợ mình cầm đèn những thứ và hấp sáng nhé. Là tối rồi nhá. Hôm nay thì mình lại có một shot chụp buổi tối dành cho anh em học viên luyện kỹ năng đánh đèn và sử dụng đèn buổi tối. Thì vẫn như mọi khi mình lại lên sớm, vẫn lại được chờ các anh em. Rồi đây, ở đây view khá đẹp, view tới thành nội em nhé. Còn hai bạn học viên của mình đang luyện kỹ năng một chút. Cháu ơi. Bạn thấy một ngày làm việc của mình như thế nào? Đó, một ngày làm việc của mình như vậy đó. Đó, đây là thành quả của mình. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình nhé.